chương một chọc không đúng người bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com Ung a a a a trọng hoàng anh nhẹ chút đi người ta đau đó ung um. ư ừ, một cô gái trên người không mảnh vải che thân nằm trên rỉ bên dưới người đàn ông đang mảnh liệt ra vào bên trong ả à trong lúc vui vẻ cánh cửa khách sạn đột nhiên bị mở mạnh ra vũ trọng hoàng Lý Gia Nhi hai người đang làm cái quái gì vậy hả? Cô gái này là Hà Tuyết Nguyệt là đứa con gái cưng của Hà Thiên Hạo chủ tịch công ty Hà Thịt một cô gái không thiếu điều gì, giỏi giang thì cô rất giỏi, thông minh thì ai quy cô tới tận 147, xinh đẹp thì cô lại là hoa khôi của trường, cô lại còn là tiểu thư. Con nhà giàu Thân phận cô rất cao quý nên những đứa con gái xung quanh đều chơi với cô vì tiền, đàn ông theo cô vì nhan sắc trong tất cả đám đàn ông theo đuổi cô người cô để ý chỉ có mình vũ trọng hoàng cô cứ tưởng hắn không ham muốn dục vọng như những thằng đàn ông khác nên cô mới đồng ý hẹn hò với hắn suốt hai năm qua hắn chưa từng làm cô thất vọng điều gì nhưng ngày hôm nay hắn thật sự khiến cô cảm thấy khiếp sợ con người hắn nếu hắn đã như vậy thì cô cũng không còn gì để níu kéo hắn trên đời này thứ cô không thiếu nhất chính là đàn ông có hắn hay mất hắn thì cũng như nhau thôi nên cô không cần phải khóc lót chai người bọn họ nhanh chóng kéo chăn che lại thân hình tuyết nguyệt anh xin lỗi hắn biết bản thân đã làm sai nên vội vàng xin lỗi của ông hắn trọng hoàng à anh cần gì phải xin lỗi một đứa con gái như cô ta chẳng phải anh nói sẽ nhanh chấm dứt với cô ta hay sao vậy hôm nay anh làm luôn đi hắn tức giận quát lớn cô câm miệng cho tôi môi cô khẽ nhếch lên một người là bạn thân một người là người yêu có phải tôi ngu quá không? Cô vẫn bình tĩnh đứng nói chuyện mà không hề có một chút tức giận nào. Nếu đã như vậy thì hôm nay tôi sẽ cho hai người thấy tôi ngu đến như thế nào. Nói rồi cô nhặt quần áo của bọn họ lên. Cô cầm bóp tiền, điện thoại và giấy chứng minh của bọn họ lên rồi đi đến quăng ra ngoài cửa sổ. Cô điên rồi sao? Anh à cô ta quăng hết đồ của chúng ta rồi. Tuyết Nguyệt em đừng. Quá đáng, cô rút chiếc điện thoại ra nhấn vào một dãy số. Alo cảnh sát tại khách sạn Hoa Hồng phòng 203 hiện tại đang có hai người buôn bán mại dâm. Cô chợt suy nghĩ gì đó rồi đi tới giật chiếc chăn bọn họ đang che mà quăng thẳng ra ngoài cửa sổ luôn, cô còn đem khăn đi đốt. Để cô coi bọn họ còn có thể còn mặt mũi đi ra ngoài hay không, không chỉ có cảnh sát mà còn có cả rất nhiều phóng viên đi lên chụp ảnh hai người họ. Trong hai tiếng đồng hồ thiếu gia Vũ Trọng Hoàng và tiểu thư Lý Gia Nhi đã nổi tiếng khắp nước công ty ba mẹ hai người họ chắc chắn sẽ bị hạ cổ phiếu không chừng còn bị phá sản vì đứa con cưng của hoàng ba bu en xăng một mình uống hơn 10 chai rượu đến nỗi say không biết đường về. Cô đang đi thì đụng trúng hàng lục phong thiếu gia nhà họ hàng cô ngẩng cao đầu lên nhìn anh, soái ca này anh thật đẹp trai nha, đêm nay ngủ với tôi một đêm tôi liền cho anh thật nhiều tiền do trời tối với lại cô đang say nên không thể nhìn rõ mặt anh nha. Nghe trọn bộ tại mê truyện audio.com, link trực tiếp ở phần mô tả.